chiều ngày 27 tháng 3, Hội Phụ nữ Phường Dịnh Kế phối hợp với Trung tâm 5 SBG tổ chức hội nghị chăm sóc răng miệng. Tham dự có các đồng chí, đồng chí Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ Thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cán bộ hội viên phụ nữ Phường Dịnh Kế. Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem trình chiếu video về chăm sóc sức khỏe răng miệng như các bệnh về răng, sâu răng, viêm tủy, áp xe răng, viêm điếu răng, mòn cổ răng, ê bút răng hậu quả của bệnh về răng miệng ở các biện pháp phòng ngừa và chữa các bệnh về răng miệng. Cũng tại đây, các đại biểu còn được nghe các bác sĩ nha khoa thuộc trung tâm 5 SBC tư vấn giải đáp các câu hỏi về chăm sóc răng miệng, như cách chăm sóc răng cho trẻ em, người cao tuổi, có nên nhổ răng số 7, số 8 bị sâu không, nhổ răng có nguy hiểm không, giá các dịch vụ chăm sóc răng miệng. Kết thúc hội nghị, các đại biểu được cán bộ trung tâm 5 SBC tặng quà, gồm kem đánh răng, nước súc miệng, cốc, qua đó nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức tầm quan trọng của chăm sóc răng miệng biết cách phòng ngừa các bệnh về răng miệng để bảo vệ sức khỏe nâng cao chất lượng cuộc sống